Rủ bạn bè tới đi, cho đồ ăn nhiều lắm. Chợ phút nữa, đứng là 1 phút nữa. Đỏ sợ. Anh cũng tìm đậu phộng. Anh gấp miếng miếng vỏ đậu phộng anh nhả ra. Con sống dễ thương không? Con chim này nó không sợ ha. Con sóc tới cho nó đi xà xà thì xịu. Chạy về nhà cất. Rồi con kia đi rồi coi con đỏ thú qua không? Ồ, hay là anh lột mấy cái dưới anh để mấy cái... cái van ở trên vậy để cho máng đậu phộng cho nó dới nó lấy dễ thương đúng không?